Kính thưa quý vị, các chuyên viên pháp y xác nhận thêm tên tuổi nạn nhân chiếc phi cơ hãng Air Asia, tên từ Surabaya, Indonesia. Nhiều thi hài hy vọng sẽ được các chuyên viên pháp y xác nhận tên tuổi trong ngày hôm nay, sau khi được toán tìm kiếm đã tìm được 34 thi hài trong số 162 hành khách và phi hành đoàn chiếc phi cơ chuyến bay QC8501 của hãng hàng không Air Asia rơi xuống biển Java trong tuần trước. 9 thi hài đã được nhận diện và trao lại cho gia đình để chôn cất. Công tác tìm kiếm thi hài và xác chiếc phi cơ đã được tiếp tục trong sáng thứ Hai vì biển đã êm hơn. Hồng thập từ Indonesia đã thiết lập một phòng trong bệnh viện cảnh sát ở Surabaya để cung cấp sự giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân. Bác sĩ tâm lý Kusbiandi của Hồng thập từ Indonesia nói rằng, không nên mang đau buồn, Hồng thập từ giúp cho gia đình nhớ lại những kỷ niệm đẹp đối với người thân để giảm nén đau buồn. Chiếc phi cơ Airbus đã rơi xuống biển sau 40 phút cất cánh từ phi trường thành phố Surabaya để đi Singapore, chở theo 162 người và không một người nào sống sót. 9 chiếc tàu của 4 nước đang tìm kiếm trong khu vực chiếc phi cơ rơi và cho đến ngày hôm nay đã tìm được 5 mảnh vụn lớn của chiếc phi cơ. Những mảnh vụn này đã được tìm thấy trong vùng biển cách bờ khoảng 90 hải lý. Mảnh vụn lớn nhất dài 18 mét, thân chiếc phi cơ được tin là nằm sâu dưới mặt nước chỉ 30 mét và khi thời tiết tốt sẽ được nhanh chóng tìm thấy. Khi chưa tìm được những chiếc hộp đen ghi lại mọi tài liệu về chuyến bay, không thể biết rõ nguyên nhân làm chiếc phi cơ bị rơi.